Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới, luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 13. Con khôn ngoan nghe sự khuyên dạy của cha, song kẻ nhạo báng không khứng nghe lời quở trách. Nhờ bông trái của miệng mình, người hưởng lấy sự lành, còn linh hồn kẻ gian ác sẽ ăn điều cường bạo. Kẻ canh giữ miệng mình giữ được mạng sống mình, nhưng kẻ nào hở môi quá bèn bị bại hoại. Lòng kẻ biếng nhác mong ước mà chẳng có chi hết, còn lòng người siêng năng sẽ được no nê. Người công bình ghét lời dối trá, song kẻ hung ác đáng gớm ghê và bị hổ thẹn. Sự công bình bảo hộ người ăn ở ngay thẳng, nhưng sự gian ác đánh đổ kẻ phạm tội. Có kẻ làm bộ giàu mà chẳng có gì hết, cũng có người làm bộ nghèo lại có của cải nhiều. Giá chuộc mạng sống loài người, ấy là của cải mình, còn kẻ nghèo chẳng hề nghe lời hăm dọa. Sự sáng của kẻ lành soi rạng ngời, nhưng đèn kẻ ác lại bị tắt đi. Sự kiêu ngạo chỉ sinh ra điều cãi lộn, còn sự khôn ngoan ở với người chịu lời khuyên dạy. Hoảnh tài ắt phải hao bớt, còn ai lấy tay thâu góp sẽ được thêm của nhiều lên. Sự trông cậy trì hoãn khiến lòng bị đau đớn, nhưng khi sự ước ao được thành thì giống như một cây sự sống. Kẻ nào khinh lời dạy ắt bị hư bại, còn ai kính sợ giới mạng nấy được ban thưởng. Sự dạy dỗ của người khôn ngoan vốn một nguồn sự sống, đặng khiến người ta tránh khỏi bẫy sự chết. Sự thông sáng thật được ân điển, song con đường kẻ phạm tội lấy làm khốn cực thay. Phàm người khôn khéo làm việc cứ theo sự hiểu biết, nhưng kẻ ngu muội bày tỏ ra sự điên dại mình. Sứ giả gian ác sa vào tai họa, còn khâm sai trung tín khác nào thuốc hay. Ai chối sự khuyên dạy sẽ bị nghèo khổ và sỉ nhục, nhưng kẻ nào nhận tiếp lời quở trách sẽ được tôn trọng. Sự ước ao mà được thành lấy làm êm dịu cho linh hồn, còn lìa bỏ điều dữ quả là sự gớm ghiếc cho kẻ ngu muội. Ai giao tiếp với người khôn ngoan trở nên khôn ngoan, nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại. Tai họa đuổi theo kẻ có tội, còn phước lành là phần thưởng của người công bình. Người lành lưu truyền gia sản cho con cháu mình, song của cải kẻ có tội dành cho người công bình. Chỗ người nghèo khai phá sinh nhiều lương thực, nhưng có kẻ bị tiêu mất tại vì thiếu sự công bình. Người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình, song ai thương con ắt cần lo sửa trị nó. Người công bình ăn cho phỉ dạ mình, còn bụng kẻ ác bị đói. Chương 12. Đoạn: trên trời hiện ra một dấu lớn. Một người đàn bà có mặt trời bao bọc, dưới chân có mặt trăng, và trên đầu có mão triều thiên bằng 12 ngôi sao. Người có thai và kêu la vì nhọc nhằn và đau đẻ. Trên trời cũng hiện ra một dấu khác nữa, là một con rồng lớn sắc đỏ, có 7 đầu 10 sừng, và trên đầu có 7 mão triều thiên. Đuôi kéo 1/3 các ngôi sao trên trời đem quăng xuống đất. Con rồng ấy chực trước người đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi. Người sanh một con trai ấy sẽ dùng gậy sắt mà cai trị mọi dân tộc. Đứa trẻ ấy được tiếp lên tới Đức Chúa Trời và nơi ngôi Ngài. Còn người đàn bà thì trốn vào đồng vắng. Tại đó, người đã có một nơi ở mà Đức Chúa Trời đã sửa soạn cho, để nuôi mình trong 1260 ngày. Bây giờ, có một cuộc chiến đấu trên trời. Michel và các sứ người tranh chiến cùng con rồng. Rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại,
song chúng nó không thắng và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa gọi là ma quỷ và Satan, dỗ dành cả thiên hạ. Nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng: bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài nữa. Vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi. Chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình. Chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết. Bởi vậy, hỡi các tầng trời và các đấng ở đó, hãy vui mừng đi. Khốn nạn cho đất và biển, vì ma quỷ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi. Khi rồng thấy mình bị quăng xuống đất, bèn đuổi theo người đàn bà đã sanh con trai. Nhưng người được ban cho một cặp cánh chim phụng hoàng, đặng bay về nơi đồng vắng là chỗ ẩn náu của mình. Ở đó được nuôi một thì, các thì và nửa thì, lánh xa mặt con rắn. Bây giờ con rắn phun nước ở miệng mình ra như sông theo sau người đàn bà, hầu cho kéo người xuống sông. Nhưng đất tiếp cứu người đàn bà, vì đất há miệng nuốt sông mà con rồng đã phun ra từ miệng nó. Con rồng giận người đàn bà, bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Con rồng đứng trên bãi cát của biển. Chương 13. Đoạn: tôi thấy ở dưới biển lên một con thú có 10 sừng 7 đầu. Trên những sừng có 10 cái mão triều thiên, và trên những đầu có danh hiệu sự phạm thượng. Con thú tôi thấy đó giống như con beo, chân nó như chân gấu, miệng như miệng sư tử. Và con rồng đã lấy sức mạnh, ngôi và quyền phép lớn mà cho nó. Một cái trong các cái đầu nó như bị thương đến chết, nhưng vết thương chết ấy được lành, và cả thế gian đều lấy làm lạ mà theo con thú đó. Người ta khởi thờ phượng con rồng, bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú, và họ cũng thờ phượng chính con thú mà rằng: ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được. Nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo phạm thượng, và nó lại được quyền làm việc trong 42 tháng. Vậy, nó mở miệng ra nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời. Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Hết thảy những dân sự trên đất đều thờ lại nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của Chiên Con, đã bị giết từ buổi sáng thế. Ai có tai, hãy nghe. Nếu ai bắt người làm phù tù, chính mình sẽ bị làm phù tù. Nếu ai giết người bằng gươm, mình phải bị giết bằng gươm. Đây là sự nhịn nhục và đức tin của các thánh đồ. Tôi lại thấy từ dưới đất lên một con thú khác có 2 sừng như sừng Chiên Con và nói như con rồng. Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy, và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lại con thú trước, là con có vết thương đến chết đã được lành. Nó làm những phép lạ lớn đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú, và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được, và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại tượng con thú đó bị giết đi. Nó cũng khiến mọi người nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Đây tỏ ra sự khôn ngoan. Kẻ nào thông minh hãy tính số con thú, vì đó là một số người. Số nó là 666. Chương 9. Gióp đáp lời lại mà rằng: quả thật, tôi biết ấy là như vậy, nhưng làm thế nào cho loài người được công bình trước mặt Đức Chúa Trời?
nếu muốn tranh biện với Ngài, thì một lần trong ngàn lần loài người không thể đáp lời. Đức Chúa Trời có lòng trí huệ và rất mạnh sức. Ai cứng cỏi với Ngài mà lại được may mắn? Ngài dời các núi đi, đánh đổ nó trong cơn giận Ngài, nhưng núi chẳng biết đến. Ngài khiến đất rung động khỏi nền nó, và các trụ nó đều chuyển lay. Ngài dạy biểu mặt trời, nó bèn chẳng mọc. Ngài đóng ấn trên các ngôi sao, một mình Ngài trải các tầng trời ra và bước đi trên các ngọn sóng biển. Ngài dựng nên sao bắt đầu, sao cày và sao rua, cùng những lầu cát bí mật của phương Nam. Ngài làm những việc lớn lao, không sao dò xét được, những dấu kỳ chẳng xiết cho được. Kìa, Ngài đi qua gần tôi mà tôi không thấy Ngài. Ngài sang ngang trước mặt tôi nhưng tôi chẳng nhìn thấy Ngài. Kìa, Ngài vớ lấy mồi, ai ngăn trở Ngài được? Ai sẽ nói với Ngài rằng, Chúa làm chi vậy? Đức Chúa Trời không hồi cơn giận Ngài. Những kẻ giúp đỡ Ra-háp đều cúi mình xuống dưới Ngài. Phương chi tôi đáp lại với Ngài và chọn lời tranh biện cùng Ngài. Dầu khi tôi công bình, tôi cũng không dám đối lại cùng Ngài, nhưng tôi cầu xin ơn của đấng phán xét tôi. Mặc dầu tôi kêu cầu và Ngài đáp lời tôi cũng không tin rằng Ngài lắng tai nghe tiếng tôi, vì Ngài chà nát tôi trong cơn gió bão và thêm nhiều vết tích cho tôi vô cớ. Ngài không để cho tôi hả hơi, nhưng Ngài khiến tôi no đầy sự đắng cay. Nếu luận về sức lực, kìa, Ngài vốn quyền năng. Nếu nói về lý đoán thì Ngài rằng, ai dám cáo kiện ta? Dẫu rằng tôi công bình, miệng mình sẽ lên án cho mình. Tuy tôi trọn vẹn, nó sẽ tỏ tôi ra gian tà. Dẫu tôi vô tội, tôi không kể đến mình tôi. Tôi khinh bỉ mạng sống tôi. Ác và thiện thảy đều như nhau, bởi cớ ấy nên tôi có nói, Ngài tiêu diệt người trọn vẹn cũng như kẻ gian ác. Nếu tai họa giết chết thình lình, thì Ngài chê cười sự thử thách của người vô tội. Đất bị phó vào tay kẻ gian ác, nó che mặt những quan xét của đất. Nếu chẳng phải nó, vậy thì ai? Các ngày của tôi mau hơn kẻ trạm, nó trốn không thấy điều phước hạnh. Nó xớt qua mau như thuyền nan, như chim ưng xông vào mồi. Nếu tôi nói, tôi sẽ quên sự than phiền tôi, bỏ bộ mặt buồn thảm tôi và lấy làm vui mừng, thì tôi sợ hãi các điều đau đớn tôi, biết rằng Ngài không cầm tôi là vô tội. Phải, tôi sẽ bị định tội, nên cớ sao tôi làm cho mình mệt nhọc luống công? Nếu tôi tắm trong nước tuyết, rửa tay tôi với nước tro, thì Ngài lại nhận tôi trong hầm, đến đổi quần áo tôi sẽ gớm ghê tôi. Vì Đức Chúa Trời chẳng phải loài người như tôi mà tôi dám đối với Ngài, để chúng ta cùng đi chịu phán xét. Chẳng có người nào phân xử giữa chúng ta, đặt tay mình trên hai chúng ta. Ước gì Chúa rút roi Ngài khỏi tôi, khiến sự kinh khiếp của Ngài chớ làm rối loạn tôi nữa. Bây giờ tôi sẽ nói chẳng sợ Ngài, nhưng tôi chẳng được như vậy. Chương 10. Linh hồn tôi đã chán ngán sự sống tôi. Tôi sẽ buông thả lời than thở của tôi. Tôi sẽ nói vì cơn cay đắng của lòng tôi. Tôi sẽ thưa với Đức Chúa Trời rằng, xin chớ đoán phạt tôi. Hãy tỏ cho tôi biết nhân sao Chúa tranh luận với tôi. Chúa há đẹp lòng đè ép, khinh bỉ công việc của tay Ngài và chiếu sáng trên mưu trước của kẻ ác sao? Chúa có mắt xác thịt ư? Chúa thấy như người phàm thấy sao? Các ngày của Chúa há như ngày loài người ư? Các năm của Chúa há như năm loài người sao? Sao Chúa tra hạch gian ác tôi, tìm kiếm tội lỗi tôi? Dầu Chúa biết tôi chẳng phải gian ác, và không ai giải thoát khỏi tay Chúa. Tay Chúa đã dựng nên tôi, nắng giọt trót mình tôi, nhưng nay Chúa lại hủy diệt tôi. Xin Chúa nhớ rằng, Chúa đã nắng hình tôi như đồ gốm, mà Chúa lại muốn khiến tôi trở vào tro bụi sao? Chúa há chẳng có rót tôi chảy như sữa, làm tôi ra đặc như bánh sữa ư? Chúa đã mặc cho tôi da và thịt, lấy xương và gân đang tréo tôi. Chúa đã ban cho tôi mạng sống và điều nhân từ,
sự Chúa đoái hoài tôi đã gìn giữ tâm hồn tôi. Dầu vậy, Chúa giấu các điều này nơi lòng Chúa. Tôi biết điều ấy ở trong tư tưởng của Ngài. Nếu tôi phạm tội, Chúa sẽ xem xét tôi, chẳng dung tha gian ác tôi. Nếu tôi làm hung ác, thì khốn cho tôi thay. Còn nếu tôi ăn ở công bình, tôi cũng chẳng dám ngước đầu lên, vì đã bị đầy dẫy sỉ nhục và thấy sự khổ nạn tôi. Ví bằng tôi ngước đầu lên, hẳn quả Chúa sẽ săn tôi như sư tử và tỏ ra nơi tôi quyền diệu kỳ của Ngài. Chúa đặt chứng mới đối nghịch tôi và gia thêm sự giận cùng tôi. Đau đớn liên tiếp và thì khốn khó theo tôi. Nhưng sao Chúa đem tôi ra khỏi lòng mẹ tôi? Phải chi đã tắt hơi thì chẳng con mắt nào thấy tôi. Bằng vậy tôi sẽ như đã không hề có, vì mới lọt lòng mẹ bèn bị đem đến mồ mả. Các ngày tôi há chẳng phải ít ỏi sao? Vậy Chúa ơi, khá ngưng dứt đi, hãy dời khỏi tôi đi, để tôi được an ủi một chút. Trước khi tôi đi đến xứ tối tăm và bóng sự chết không hề trở lại, tức đất tối đen như mực, là miền có bóng sự chết, chỉ có sự hỗn độn tại đó, và ánh sáng không khác hơn tối tăm. Chương 11. Sô-pha người Na-a-ma đáp lại mà rằng: há chẳng nên đáp lại lời nói nhiều sao? Người già miệng há sẽ được xưng là công bình ư? Chớ thì các lời khoe khoang của ông sẽ khiến người ta nín sao? Khi ông nhạo báng, há không có ai bỉ mặt ông ư? Vì ông thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: đạo lý tôi là thanh tịnh, tôi không nhơ bợn trước mặt Chúa. À, chớ gì đẹp lòng Đức Chúa Trời mà phán và mở miệng Ngài đáp lời nghịch cùng ông. Ước chi Ngài chỉ tỏ cho ông biết sự bí mật của sự khôn ngoan, vì Ngài thông hiểu bội phần. Vậy khá biết rằng Đức Chúa Trời phạt ông lại không xứng với tội gian ác của ông. Nếu ông dò xét, há có thể hiểu biết được sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời và thấu rõ đấng toàn năng sao? Sự ấy vốn cao bằng các tầng trời, vậy ông sẽ làm gì? Sâu hơn âm phủ, ông hiểu biết sao đặng. Bề dài sự ấy lại hơn cỡ trái đất và rộng lớn hơn biển cả. Nếu Đức Chúa Trời đi ngang qua, bắt người ta cầm tù và đòi ứng hầu đoán xét, thì ai sẽ ngăn trở Ngài được? Vì Ngài biết những người giả hình, xem thấy tội ác mà loài người không cảm biết đến. Nhưng chừng nào lừa con rừng sinh ra làm người, thì chừng nấy người hư không mới trở nên thông sáng. Vậy nếu dọn lòng cho xứng đáng và giơ tay mình ra hướng về Chúa, bằng có tội ác trong tay ông mà ông bỏ xa khỏi mình, chẳng để sự bất công ở trong trại mình, bây giờ ông hẳn sẽ ngước mắt lên không tì vít gì, thật sẽ được vững vàng chẳng sợ chi. Ông sẽ quên các điều hoạn nạn mình và nhớ đến nó như nước đã chảy qua. Đời ông sẽ sáng sủa hơn ban trưa, dẫu nay tối tăm, sau sẽ hóa ra như buổi sáng. Ông sẽ ở bình an vô sự vì có sự trông cậy. Ông sẽ tìm tòi bốn bên rồi nghỉ ngơi yên hàn vô sự. Lại ông sẽ nằm, không ai làm cho mình sợ hãi, và lắm người sẽ tìm ơn của ông. Nhưng mắt kẻ hung ác sẽ bị hao mòn, nó chẳng có nơi ẩn núp, và điều nó sẽ trông mong ấy là sự tắt hơi. Chương 12. Gióp đáp lại rằng: hẳn chi các ngươi thật là người, sự khôn ngoan sẽ đồng chết mất với các ngươi mà chớ. Song ta cũng có sự thông sáng như các ngươi, chẳng kém hơn đâu, mà lại ai là người không biết những việc như thế? Ta đã cầu khẩn Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời đáp lời cho ta. Nay ta thành ra trò cười của bầu bạn ta. Người công bình, người trọn vẹn đã trở nên một vật chê cười. Lòng người nào ở an nhiên khinh bỉ sự tai họa? Tai họa thường sẵn giáng trên kẻ nào trợt chân vấp ngã. Trại của kẻ cướp được may mắn,
những kẻ chọc giận Đức Chúa Trời ở bình an vô sự và được Đức Chúa Trời phó vào tay mình nhiều tài sản dư dật. Nhưng khá hỏi loài thú, chúng nó sẽ dạy dỗ ngươi. Hỏi các chim trời thì chúng nó sẽ bảo cho ngươi. Hoặc nữa, hãy nói với đất, nó sẽ giảng dạy cho ngươi. Còn những cá biển sẽ thuật rõ cho ngươi biết. Trong các loài này, loài nào chẳng biết rằng tay của Đức Chúa Trời đã làm ra những vật ấy? Trong tay Ngài cầm hồn của mọi vật sống và hơi thở của cả loài người. Lỗ tai há chẳng xét lời nói như ổ gà nếm những thực vật sao? Người già cả có sự khôn ngoan, kẻ hưởng trường thọ được điều thông sáng. Nơi Đức Chúa Trời có sự khôn ngoan và quyền năng, mưu luận và thông minh đều thuộc về Ngài. Kìa, Ngài phá hủy, loài người không cất lại được. Ngài giam cầm người nào, không ai mở ra cho. Này, Ngài ngăn nước lại, nước bèn khô cạn. Đoạn Ngài mở nó ra, nó bèn làm đồi tàn đất. Tại nơi Ngài có quyền năng và khôn ngoan, kẻ bị lầm lạc và kẻ làm cho lầm lạc đều thuộc về Ngài. Ngài bắt dẫn tù những kẻ bày mưu, khiến các quan xét ra điên dại. Ngài mở trói cho các vua và thắt xiềng xích nơi lưng họ. Ngài bắt dẫn tù những thầy tế lễ, đánh đổ các kẻ cường quyền. Ngài cất lời khỏi kẻ nói thành tín, làm cho kẻ già cả mất trí khôn. Ngài giáng điều sỉ nhục trên kẻ sang trọng, tháo dây lưng của người mạnh bạo. Ngài bày tỏ những sự sâu nhiệm ẩn trong tâm tối và khiến bóng sự chết hóa ra sáng sủa. Ngài khiến các dân tộc hưng thịnh rồi lại phá diệt đi, mở rộng giới hạn cho các nước, đoạn thâu nó lại. Ngài cất thông sáng khỏi những trưởng của các dân tộc thế gian, khiến chúng đi dông dài trong đồng vắng không đường lối. Chúng rờ đi trong tối tăm không có sự sáng, và Ngài làm cho họ đi ngã nghiêng như kẻ say. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.